Khloe Kardashian liên hệ với nhân tình của bạn trai mình, Tristan Thompson, mong muốn mọi điều là bí mật. Sau khi phát hiện cầu thủ bóng rổ Tristan Thompson tăng tiểu với một cô gái khác vào đầu năm nay, ngôi sao truyền hình thực tế Khloe Kardashian đã nhắn tin hỏi chuyện cô bồ này. Cuối tuần qua, người mẫu Instagram Sydney Chase, người tình mới lộ diện của Tristan Thompson, tiết lộ rằng Khloe Kardashian đã trực tiếp liên lạc với cô để hỏi sự tình. Ngôi sao nhà Kardashian rất lịch sự khi nhắn tin và đề nghị Sydney giữ bí mật về cuộc trò chuyện của họ. Ảnh chụp màn hình điện thoại của Sydney Chase cho thấy Khloe đã tiếp cận cô ra sao. Sydney này, Khloe đây. Tin nhắn đầu tiên cô viết, sau đó em gái Kim Kardashian tiếp tục. Tôi sẽ đánh giá cao nếu cuộc trò chuyện của chúng ta có thể được giữ bí mật, kèm theo biểu tượng bàn tay cầu nguyện. Trang tin Basic liên hệ với Khloe Kardashian để xác nhận thông tin này, tuy nhiên đại diện của cô từ chối bình luận. Một tuần trước, Sydney Chase gây sốc khi tiết lộ cô đã hẹn hò với cầu thủ bóng rổ Tristan Thompson vào đầu năm nay. Cô gái này kể rằng hai người đã lên giường với nhau. Sydney cho biết, Tristan khẳng định anh đang độc thân khi qua lại với cô. Tuy nhiên sau đó Sydney phát hiện Tristan vẫn đang gắn bó với Khloe Kardashian nên cô đã chủ động chia tay. Tôi không biết anh ấy đang trong mối quan hệ khác. Anh ấy đã nói với tôi không hẹn hò với ai. Chúng tôi trò chuyện và đi chơi vài lần. Mọi thứ rất tuyệt, Sydney tiết lộ. Trong bài chia sẻ khác trên TikTok, Sydney Chase nói rằng Tristan vẫn cố dùng dằn với cô trong thời gian qua. Lần cuối cùng là ngày 13 tháng 4. Cô kể, chúng tôi gặp nhau vào ngày 11 tháng 11 năm ngoái và đó là khi mọi thứ bắt đầu. Lần cuối cùng chúng tôi liên lạc với nhau, ngoài trừ lần anh ấy nhắn tin cho tôi sau cuộc phỏng vấn của tôi, là sau tiệc sinh nhật của con gái anh ấy một ngày. Tristan và Khloe Kardashian có con gái Drew Thompson, sinh ngày 12 tháng 4 năm 2018. Cặp sao cùng tổ chức bữa tiệc sinh nhật hoành tráng cho con gái tại Los Angeles hôm 12 tháng 4. Trong quá khứ, Tristan Thompson, 30 tuổi, đã hai lần bị phát hiện ngoại tình trong khi đang chung sống với Khloe Kardashian, 37 tuổi. Lần thứ nhất, paparazzi chụp ảnh Tristan vào khách sạn với một người mẫu nóng bỏng vào tháng 4 năm 2018 khi Khloe đang ở nhà chờ sinh con đầu lòng của họ. Rất sốc khi đọc tin tức, em gái Kim Kardashian đã tuyên bố chia tay Tristan ngay sau khi sinh con. Tuy nhiên vì con gái, sau vài tháng cô đã tha thứ cho bạn trai. Năm 2019, Tristan lại bị bắt gặp ôm hôn bạn thân của Kylie Jenner, người mẫu Jordan Goods, trong một bữa tiệc tại nhà riêng. Vụ bê bối này khiến Khloe quyết tâm dứt tình với Tristan. Khloe đã rất đau khổ khi bị bạn trai lừa dối, nhưng vì con gái và tình yêu sâu nặng dành cho Tristan, Khloe đã cố gắng tha thứ cho bạn trai. Cuối năm ngoái, sau gần 2 năm chia tay, Khloe và Tristan hàn gắn, mua nhà sống cùng và lên kế hoạch sinh con thứ hai bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Sau khi Sydney Chase tố cáo Tristan Thompson bắt cá hai tay, Khloe vẫn hiện giữ im lặng. Trước đây, Khloe nhiều lần bị các fan trách móc là người lụy tình, nhưng cô vẫn bỏ ngoài tai và làm theo sự lựa chọn của trái tim. Hai năm qua, Tristan đã nỗ lực hàn gắn và dần chinh phục được trái tim Khloe lần nữa.